các bạn hỏi tôi là quay Alpha thì sổ cái lớn nhất được bao nhiêu, thì đây là một chiếc quay Alpha đã giật cái lồng ra đưa đi sấy. Quay Alpha thì đang còn zin, và như vậy chúng ta muốn biết nó sổ được cái lớn nhất bao nhiêu thì chúng ta sẽ đo cái khoảng cách của hai cái cây gu rong đối diện. Chúng ta thấy ở đây nó là 63 ly. Thì như vậy về lý thuyết là nếu nó không chạm gu rong thì nó phải nhỏ hơn 63 ly. Đồng thời thì chúng ta thấy là khi cái dên nó đi xuống hết thì cái bích tâm nó sẽ nằm một nửa vào trong cái lốc này. Ra chúng ta phải đo luôn cái đường kính lốc này là bao nhiêu ha. Đường kính cái lỗ trong đây thì đường kính lỗ này nó đang là 56 ly. Thì như vậy nếu không móc lốc thì bắt buộc cái trái bích tông phải nhỏ hơn 56 ly. Và đó là lý do tại sao mà người ta thường hay xoáy quay độ là xoáy một cái trái rất phổ thông là trái mắt 54 ly, là vì không phải móc cái lốc này. Còn nếu như chúng ta muốn xoáy cái trái 58 ly thì phải móc lốc ra. 58 ly thì là còn được, là vì khoảng cách vuông rong nó tới 63 lận. Cá biệt những cái trường hợp mà người ta độ cái trái lớn hơn nữa thì người ta phải dời những cây gu rong này, tức là những cái cây ti răng này, ta phải dời ra xa ra, đổi cái lóng khác, hoặc là phải phá cái lỗ, móc cái lỗ này lớn ra. Thì những cái tay độ nhẹ nhẹ thì độ từ 58 50 ly trở xuống, còn độ mạnh thì người ta dời bốn cái cây gu rong, bốn cái cây dời rộng ra, và người ta có thể là xoáy tới trái 60 mấy ly, 70 ly, tùy theo cái nhu cầu về tốc độ hoặc cái ý thích của cái người chủ xe.